Cuộc gặp trực tiếp giữa Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã kết thúc vào ngày 20 tháng 3 mà không có kết quả đột phá nào được công bố. Mặc dù mở đầu được mô tả là nóng hực với màn đấu khẩu qua lại, cuộc gặp đã kết thúc trong ảm đạm khi không có tuyên bố chung nào được đưa ra. Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan chỉ thông báo vắn tắt sau cuộc họp được mô tả là thẳng thắn. Đoàn Trung Quốc nhanh chóng rời khỏi khách sạn diễn ra cuộc họp và đưa ra những nhận xét chung chung đầy ngoại giao với báo giới trong nước. Trưởng đoàn Trung Quốc Dương Khiết Trì mô tả cuộc gặp 2 ngày với Mỹ là thẳng thắn, xây dựng và có ích, nhưng cho biết vẫn còn nhiều khác biệt. Báo Washington Post nhận xét các nhà ngoại giao của Trung Quốc tỏ ra mạnh mẽ hơn so với bất kỳ cuộc họp công khai nào trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, khiến cả hai bên đều lo lắng về tình trạng của mối quan hệ. Tờ báo có quan điểm ủng hộ chính quyền Biden thừa nhận lần đầu tiên sau nhiều lần nghe tới, quan chức Mỹ thực sự biết mùi ngoại giao chiến lang của Trung Quốc. Thuật ngữ dựa trên một bộ phim cùng tên được yêu thích ở Trung Quốc được dùng để mô tả sự tự tin của các nhà ngoại giao Trung Quốc trước phương Tây. Họ sẵn sàng đáp trả không kiêng nể những phát ngôn mà họ cho là xâm phạm lợi ích Trung Quốc.